Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả một lần nữa nha anh em ơi. Như Khả chúc anh em xem video vui vẻ. Ở video này thì Khả sẽ làm một event mini mini game nhỏ nhỏ cho anh em. 50k vì không đâu. Thì anh em xem trên kênh Khả thì anh em cũng biết rồi. Kênh Như Khả Gaming. Thì cứ mỗi lần event mới thì Khả sẽ tạo một cái mini game tương đương khoảng 500k. 50k cạc vì không đồng chứ lộn, 500k là ton luôn. 50k cạc anh em. Anh em chỉ việc dự đoán kết quả đẳng cấp và phần trăm của Khải sau khi anh mắt event thì nó được bao nhiêu. Thì ai dự đoán nhanh chính xác nhất mà tầm 10% quay đâu thì sẽ được nhận nha anh em. Và trước khi đi vào thì Khả chúng ta cùng xem thử phần thưởng của cái event này như thế nào nha mọi người. Cho anh em xem nha. Đó, ok chưa? Trang chủ võ công truyền kỳ.net. Và như Khả đã biết thì cái thông tin sự kiện này đây, mấy chủ đã xả tắt nè nè, 30/4, 1/5, new. Thì cái event này nó mới ra hôm qua thôi nè. Hôm nay là ngày thứ hai. Thì nguyên liệu thì mấy cái này vali quân sự, thân súng, nòng súng thì cái này là túi nguyên liệu mở ra nè. Băng đạn, cây súng này mua điện thông kim. Đó. Vali này mình đi gom vali này, rồi mình đi mở ra thân súng này, nòng súng này, băng đạn đó, ba nguyên liệu này là mở ra. Còn cái này thì đi chan ra. Còn cái cán súng này đi mua điện thông kim. 50 điểm trên một cái thì tương đương khoảng 50k điểm. Và sau khi cái này là cái sách này là sách tiền vạn này. Còn cái sách này là sách tiền xu này, event tiền xu này. Và sau khi anh thì sẽ có vòng hoa 30/4, cá nhân và văn hội đấu đu top cũng như là cá nhân. Đây là AK súng thường. Cái này thì Khải anh không có anh mà ít hôm Khải anh xong. Súng thường này thì anh được một cái 1.500.000 trên một cái. 1.000 cái sẽ được 1.5 tỷ. Rồi còn đây, hôm nay thì Khải sẽ anh cái event tiền xu này anh em. Đó. Thì Khải sẽ anh được 1.000 cái. Và mỗi cái sẽ được 3 triệu thì tương đương 1.000 cái sẽ là được 3 tỷ nha nè. Và sau khi ăn thì công dụng thì sẽ được lệnh bài boss xanh này, bài đặc biệt này, hóa binh này, vòng hoa cá nhân và băng hội, lỡ hộp quà đặc biệt băng tư, 30/4. Rồi pháo này, quan trọng là cái này nè, pháo tiềm năng và kỹ năng nè, ra mấy cái này lời luôn nè. Rồi thủy tinh này, đồ ép đồ này, tinh hồng và thạch lên đảo này, là ba bí kíp, phúc duyên ép đồ này, thiên tháng bằng nhựa sư đờ, thiên thủ lộ quân tử thiên sơn, sát thủ lôi hộp, lệnh bài không đổ số lượng. Và sau khi ăn số lượng đạt 250 cái thì được tặng 10 triệu này. Tặng thêm cộng dòng 10 triệu này. Và 500 cái tặng thêm cộng dòng 15 triệu này. 750 cái thường thông 20 triệu này. Ở cái mùa này có dòng sáng khá đẹp mà sao nhiều em bảo không có dòng sáng ta. Và sau khi ăn xong thì sẽ được tiếp bình tinh kháng cả này. Một trong tiếp bình tinh hoặc là tiết hỏa tinh sinh lực 200. Và ngẫu nhiên được một trong ba loại bạch chân đơn, huyết chân đơn, hiền chân đơn. Và sau khi đạt 1.000 cái thì có thở ra đại thành, nhất kỹ, lên bài boss, lên bài 30/4, thể chuyển giới, mặc tịch biết tịch. Ok, chung là mùa này thì anh với bài kim thì rất là nhiều đồ nè. Rồi ok, không đỡ anh em chờ đợi lâu thì Khải sẽ đi rep anh em ơi. Anh em đang xem thì cho một like chia sẻ cho anh em ơi. Hello em Trần, hello Tơ Quốc Khánh, hello Trương Hy Trung. Anh em đang xem trên fanpage thì có thể kích vào kênh YouTube đỡ chuẩn bị dự đoán nha mọi người. Ok, bây giờ Khải sẽ ép nè anh em. Ghép súng trường AK cả tiếng đây rồi. Nghìn cái nha anh em. Yeah. Yeah. Sắt cả tiếng. Ủa. Sao họ thiếu ta? Thân súng băng đạn. Sắt cả tiếng. Ghép súng cả tiếng là sao nó không cho ghép ta? 1, 2, 3, đúng mà. À, ghép nhiều quá nó không cho nè, một lần 100 cái. Hôm nay Khải đỡ một lần 1.000 cái nó không chịu. Áo thiệt sự. Thôi đỡ là 500 là được. Không được, 500 nhiều quá nó không cho. 100 cái nè. 100 cái nè. Ui. Ủa. Sao là thiếu nhờ? Sao là thiếu ta? Nhưng nó cần ôi, nhưng nó hết cái gì vậy? Sao không cho ép nữa ta? Mới được 500 cái thôi nè. Được cái súng nè. Nhưng là thiếu rồi. Thiếu 1, 2. À, Khải mở thêm túi nữa nè. Mà thiếu nguyên liệu rồi. Thiếu nguyên liệu rồi. Cái này trong này nó đều 1-1 thôi nè. Mà thiệt tình anh ra là mất từ 2 đến 3 vật phẩm lận nè. 2 đến 3 loại lận nè. Ví dụ như băng đạn thì mất 2 rồi cắn xuống mất 1 này nọ nè. Còn cái này 1-1 thôi thiếu rồi. Ok, Khải đi đổi thêm nè mà. Khải đi nút thêm nguyên liệu nè. Không đủ nha. Khải lấy thêm túi rồi. Ồ, tính ra mùa này thiếu nguyên liệu khá nhiều nha. Rồi vô. Mở thêm túi nè mà. Nó thiếu 500 nòng súng nữa nè. Trời ba, cái thằng súng này nhiều quá, quá trời nhiều. Hiện tại cấp hiện tại nè anh em, kinh nghiệm hiện tại nè anh em. Đó. Trời thiếu súng dữ ta.
Để hỏi thêm một lái thêm một chút nữa nè mày. Thiếu nòng súng rồi. Lô lô lô. Anh em ai còn túi nguyên liệu không em? Đồ xong cái này nó thiếu nguyên liệu gơ luôn anh em. Đây luôn. Nòng súng ở đây đồ nó không cho nè. Thiếu nguyên liệu kinh hồn. Tầm 5 đến 6 nghìn cái túi. Em nè, em mở chắc gần mấy nghìn nữa mà thiếu nòng súng nhiều quá. Ai còn túi nguyên liệu không em? Em mở 6 ngàn mà em đủ này. Đây không đủ. Thiếu khoảng 100 cái nòng súng nữa. À, ok, ép này nè mày. Đó, 2 rồi, xong 1.000 cá nha nè, mấy cái này nguyên liệu dư. Đó, cuối cùng đã ép xong súng trường AK cải tiến. Giờ quất ơi. Quất thôi anh em. Bỏ mấy cái này vào trong kho chặt rương. Rồi, quất. Chuẩn bị tinh thần vô đó nè em ơi. Rồi, bắt đầu dự đoán nè em ơi. Bắt đầu dự đoán nè. Anh Matt Evan Su 1.000 cái lên cấp bao nhiêu cộng phần trăm lớn, trăm lớn gần 10%, dự đoán gần 10% là nhận nha nam, dự đoán nhanh nhất và gần 10% đổ lại bắt đầu đó cho nên bắt đầu đây. Bây giờ bắt đầu anh em vào anh em ơi, lên sàn lầm tiền. Anh em nào bắt đầu dự đoán này, tất cả anh em bắt đầu dự đoán đi. Anh em nào may mắn thì nhận 50k chơi nam. Rồi mở một vòng hoa. Đúng rồi, bắt đầu dự đoán đi anh em ơi. Bắt đầu dự đoán đi mọi người ơi. Hên xui nha anh em, chỉ một người thôi nha anh em. 109-30%, 110-22%, 109-85%. Nói chung là cái này may mắn hên xui anh em. Anh em nào may mắn thì sẽ nhận anh em. Chứ còn khai không có nhiều phần quà gì nhiều đâu. Anh em may mắn thì sẽ nhận 50k cạc cho vui. Một dưới đây, hộp quà đặc biệt 34. Khả năng anh hết gần 100 cái rồi nè, gần 100 cái rồi. Qua năm rồi lên giá cả chứ Khải em. được một cái pháo kỹ năng anh em ơi, một pháo kỹ năng. Ok man. Một viên thủy tinh. Khá nhiều anh em dự đoán Khải 110 và hai máy 30%. Một bot xanh. Một phúc duyên đại, một bot xanh đặc biệt. Thứ tiếng 113-60%. Anh em lưu ý là không được hủy comment cho anh em. Tất cả anh em chỉ được duy nhất dự đoán một lần thôi nha mọi người. Duy nhất dự đoán một lần thôi nha. Không được dự đoán nhiều lần nha anh em. Anh em nào dự đoán nhiều lần thì không được tính nha anh em. Trời mới một viên thì tin rồi anh em ơi. Dự đoán một lần duy nhất thôi nha anh em. Và nếu như anh em dự đoán nhiều lần thì chúng ta chỉ tính cái lần dự đoán đầu tiên thôi. Lần thứ hai không được tính nha. Một bình tiền thổ lộ. Khá nhiều anh em dự đoán 110 ấy. Trời, hộp quà là bao nhiêu? 34 nhiều quá. Thủy tinh. Trời ơi, thủy tinh. Đại lực là bao. Kiếm cái nến, thêm cái nến kỹ năng nữa nè. Tinh hồng. Ồ, kiếm thủy tinh rồi. Kiếm thủy tinh đập đồ anh em. Tiền thổ lộ. Khá nhiều anh em dự đoán 110 và khoảng 30%. Không biết ai dự đoán đúng hay sai. Còn hơn 600 cái nữa nè. Một cái làm bài đặc biệt. Còn hơn 600 cái nữa. Tiền thổ lộ. Trời ơi, toàn tiền thổ lộ không vậy? Toàn tiền thổ lộ không vậy? Thì tên đâu? Tiền thổ lộ nữa. Đậu xanh. Gần 500 cái rồi nè em ơi. Gần 500 cái này. Kiếm nến kiện năng này nọ rồi, gửi gió rồi. Event này thì như Khải vừa rồi Khải xem thì tốn khoảng hơn 7 kim nha. Kéo luôn nguyên liệu thì nó cũng dao động khoảng tầm 7 kim rưỡi nha. Event này còn tốn 7 kim rưỡi. Anh em đang xem thì đỡ lại cho Khải một like chia sẻ chơi nha em ơi. Và sau này nếu có dịp event tiếp theo thì Khải sẽ làm một event nhỏ nhỏ như này cho anh em xem cho vui. Rồi, hơn 500 cái rồi anh em ơi. Hơn 500 cái rồi mọi người, toàn thiên thuốc lộ thôi. Hộp quà sát thủ giảng. Trời ơi, ba cái lệch biệt. Thôi, ba là bài boss, hai thì tinh, một tinh hồng. Tiếp tục. Tiên thổ lộ nữa. Linh bài boss xanh. Muốn qua thành đô đông, trở thành anh mày đây. Qua trở thành anh mày thử được may mắn nhiều. Tiên thổ lộ nữa.
Anh dao động khoảng tầm 100 cái thì Khải sẽ cho ngừng nha anh em. Còn 100 cái Khải sẽ cho ngừng nha anh em. Khải sẽ cho ngừng dự đoán nha mọi người. Thiết là hán, lệnh bảo sang đặc biệt, lệnh bài bí kíp, tình hồng. Trời ơi, thì tên đâu? Sao toàn lam không vậy? Đại lực lỡ bao. Mình sẽ đi ở đến trung tâm. Bốt sân. Khá nhiều anh em dự đoán 110 mà không biết đến 110 không nha anh em, không biết nha mọi người. Bàn nhiều tâm kinh. Trời ơi, sao toàn thiên thốt lộ không vậy? Sao toàn thiên thốt lộ không vậy? Thiên thốt lộ nữa. Thiệp cá nhân thì băng hội. Vẫn chưa cục tử thì tin nào. Vẫn chưa cục tử thì tin nào. Đang giữ người ta. Lâm An. Lâm An bắt đi. Còn hơn 200 cái nữa em ơi. Ai, khoảng còn 150 cái Khải sẽ ngừng anh em. Khải sẽ cho ngừng dự đoán nha mọi người. Trời ơi, ba cục thủy tinh thôi, nhỏ quá anh em, thủy tinh rất khó luôn, rất khó ra luôn nè. Thủy tinh rất khó ra luôn nè. Ngừng dự đoán tại đây. Và sau cái câu ngừng dự đoán này không không tính nữa em. Ai dự đoán sâu không được tính nữa. Rồi ok, xong nha mọi người. Đó. Rồi, còn 150 cái cuối cùng, một viên thủy tinh. Rồi, từ ăn nghiện cho đi không được tính nữa rồi nha. Anh em thông cảm cho anh em tại vì là video là Khải delay 30 giây á nên là cái Khải làm là nó trốn anh em không đi đâu vào chặt được nha anh em. Hơn 150 anh em đang xem, mỗi người cho một like anh em ơi. Toàn thiên thốt lộ anh em. Ôi ảo thiệt sự. 100 cái. Dương không được tính nè. Dương không được tính nè. Tại vì đã qua cái câu comment ngừng dự đoán rồi anh em ơi, không được tính nữa nha anh em. Tại 109 rồi. Còn vài chục cái cuối cùng. Ôi, gì mà toàn lam thì tính không vậy? Ảo vãi rồi. Toàn lam thì tính không anh em ơi? Rồi ok, Khải giao dịch về cửa lon em ơi, chật quá. Rồi không biết ai dự đoán trúng đây, còn cái cuối cùng. Còn cái cuối cùng. Khải sẽ bỏ bớt tiền thổ lộ, trời ơi được cái một. Một cái kỹ năng người áo thiệt vãi liền luôn nè. Đúng một kỹ năng luôn. Bèo dớ sợ. Đúng một cái kỹ năng anh em, áo vãi nồi. Lần bài boss này đấy thôi đi bem lần bài boss là hợp lý nè. Trời ơi, thiên thổ lộ nè. Lộ chặt rương luôn nè. Thiên lộ chặt rương luôn nè. Rồi anh em nào vừa đoán đúng chuẩn bị tinh thần đi anh em ơi. Một cái cuối cùng. Một cái cuối cùng dành cho anh em nào vừa đoán đúng đây. Một cái cuối cùng và sẽ là ai sẽ là vừa đoán đúng đây anh em. Anh em đợi Khải chút, Khải kiểm tra kết quả ngay bây giờ. Một cái cuối cùng. Rồi Khải bỏ qua bên này đi. Rồi ok chưa. Khá nhiều anh em dự đoán 110 mà không được, không được 110 nè, không được 110. Rồi, nữa. Ôi da, 30 ô quá, đã ô sân. Hãy bỏ thiệt tinh vô anh em ơi. Mấy cái phúc duyên này không tính tiền đâu, bỏ đây nè, nó rất là rẻ. Bỏ trong đây khỏi chặt rương nè. Đại lực sát thủ, trời ơi. Đại lực sát thủ bỏ luôn đi. Này không có tính tiền đâu. Đại lực bỏ luôn, đỡ chặt rương nè. Rồi. Ok, tầm này có vẻ là hợp lý mở nè. Ui. Trời ơi. Rồi ok, chúng ta tính tiền thử nha anh em ơi. Hiện tại bây giờ Khải đã nghiệm mình hết 7 kim mấy. Và hiện tại với cấp của Khải đó là 109, 86% nha anh em. 109, 86%. Anh em cùng xem thử ai dự đoán đúng nha mọi người. Đây anh em ơi, chúng ta cùng xem thử ai dự đoán đúng nha. Hiện tại Khải đã full event rồi nha anh em. Đó. Một cuốn kỹ năng quyển 8. Và tiếp tục anh em xem, chúng ta xem thử ai sẽ dự đoán đúng anh em. 109 và 86%. Chúng ta cùng kéo lên bên trên xem ai dự đoán đúng này. Sau cái câu comment bắt đầu dự đoán nè anh em. Sau câu comment bắt đầu dự đoán. Anh Matt Evan 1000 xu lên cấp bao nhiêu phần phần trăm. Dự đoán nhanh nhất gần 10% đổ lại. Bắt đầu. Và đầu tiên đó là 109 30%. 110 109 85%. Trời ơi mạnh hùng. Mạnh hùng. Không biết là còn ai dự đoán chính xác hơn được không. Hiện tại mạnh hùng chỉ cách nhau 2% mà thôi. Tiếp tục. Hiện tại như Khải thấy đó là mạnh hùng là người dự đoán đầu tiên và chỉ cách 2%. Chúng ta cùng dạo xem bên dưới xem thử ai dự đoán chính xác hơn nữa không nha anh em. 109 48, 110 bỏ, 110 bỏ, 110 bỏ, 109 33 bỏ,
1.13.60 bỏ, 1.010 bỏ, 1.09 bỏ, 1.10 bỏ, 1.957 bỏ luôn, cách quá xa. Tiếp tục Đạt Phạm 1.10.110 bỏ, Đức Vũ 1.10 bỏ, Tài Nguyễn 1.10 bỏ, Trần Hòn 1.09.25 bỏ rồi. Tiếp tục Tâm Bi 1.09.97 bỏ luôn, 1.09.50 bỏ luôn, 1.09.67 bỏ luôn, 1.10 bỏ, 1.09.70 cách quá xa, 1.09.30, 1.09.19, 1.10.12, 1.09.7, 1.09.29, 1.09.62, 1.010.19, 1.09.78 cũng khá là chính xác nhưng mà không chính xác lắm. 110 bỏ, 110 bỏ, 109 50%, 109.40 khá là nhiều anh em vừa đón 110, 110, 110, 109, 120, 99. 110, 110, wow, 110 còn nhiều bỏ nha anh em. 110 những người comment 110 không bỏ. Tú Hoàng 109.75 bỏ luôn. Hiện tại đã có người 80 83 88 mấy rồi. 110, 110 bỏ, 109.78 bỏ luôn. 110 bỏ, 110 bỏ, 110 bỏ, 110 bỏ, 110 bỏ anh em. Cứ 110 là bỏ nha anh em, tại vì tầm này chưa lên 110. 110 bỏ. Rồi, khá nhiều anh em vừa đón 110. 109.94%, cách 9% không được rồi. 109.95%, cách khá là xa. 110, 109.66, 109.99. Rồi, sau khi tiếp tục ngừng dự đoán thì chúng ta chỉ có một người duy nhất thôi anh em ơi, đó là Mạnh Hùng anh em ơi. Còn những anh bên dưới như là An Nguyễn Dương, tất cả comment bên này không được tính nha anh em. Tất cả comment bên này không tính nha anh em ơi. Vậy tại bây giờ chỉ có mình Mạnh Hùng nha anh em. Anh em cùng chat với Khải thì chính xác là Mạnh Hùng rồi. Ok. Và Mạnh Hùng không biết là có trong ban Khải không, nếu có trong ban thì Khải sẽ quy ra Khải phát xu hoặc là lấy tiền cạc đó tùy em nha. Ok anh em ơi, anh em còn quay lại thì chúng ta có người dự đoán đầu tiên chính xác nhất, đó là Mạnh Hùng 109.85% chính xác nha mọi người. Rồi anh em xem video thì cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Bây giờ Khải sẽ chốt thử quần quà được gì này. Đây anh em, Mạnh Hùng nhận 50k em ơi. Rồi, được rồi, 7, tốn hết 7 kim máy thì thu lại được gì nhỉ anh em? À, 7 kim máy, được rồi. 7 kim máy đúng không? À, được rồi, Khải cho anh em xem thử lời hay lỗ nha anh em. Hết 7 kim 5, mà được nhắc kỹ là 500 một kim đây. Rồi, cái cục này 200 xu, cục này 500 xu. Cục này sinh lực. Đình bài bất đại. Rồi, cái cuốn kỹ năng này, kỹ năng 1 cấp. Mật tịch quyển 8 thì cuốn này nó cũng tầm dao động cũng hơn cuốn của Lâm một tí, cao lắm là 2 kim. Đại thành bị kiếp 9x, cuốn này chắc 500 xu. Anh em, 2 kim, 3 kim, 500 xu là 400 xu. Còn là bài bố đại chứ cũng tầm 500 xu đi, 800 xu đi, 4 1 2 3 4 4 kim rưỡi đi, 4 kim rưỡi thì tinh nè. 1 2 3 4 năm, có năm nhân tiểu tinh, năm nhân tiểu này được 2 kim, được khoảng tầm 6 kim rưỡi. 6 kim rưỡi lần bài boss, 1 thường nè, 2 thường nè, 3 thường 6 xu, 7 kim. Đặc biệt 500 xu là kim rưỡi nữa là 8 kim rưỡi. Chung là khá là lời anh em, tầm này ăn lời không lỗ anh em. Hai nhân hồng này được 200 xu nữa thì khoảng 8 kim 7. Và cái kỹ năng này khoảng kim nữa đây, 9 kim 7. Phúc Duyên này được 100 điểm nữa, 9 kim 8. 9 kim 8. Lệnh bài bớt mơ thứ 4, 300 xu, 400 xu ở đây là khoảng 10 kim. Nói chung là không lỗ anh em ơi. Tốn hết 7 kim máy thu lại 10 kim anh em. Tốn hết 7 kim máy thu lại 10 kim, quá đẹp rồi anh em ơi. Quá đẹp, quá đẹp. Lời anh em ơi. Ok man. Rồi Khải sẽ giao cho các khách đồ rừng hoạt động anh em ơi. Lời nha anh em. Tính sơ qua thấy lời rồi ấy. Bỏ 7 kim máy mà thu lại hơn 10 kim mà thấy lời rồi ấy. Rồi bỏ mấy cái này vô trong. Đại thành biến kiếp này. Bớt này, để dành bớt đi, đánh bớt này anh em. Đó. Bot anh em thấy ok chưa? Ok bot chưa? Đi tin. Nói chung là lời, không lỗi nha mọi người. Lời nha anh em, anh Evan thấy lời là thấy thơm rồi anh em. Ở cái này đang ngồi đi. Nhớ kỹ tí nữa cho xe hộp quà này. Đại lực lửa bao tinh hồng. Rồi ok, Mạnh Hùng được thưởng nha anh em, lửa bài với kiếp âm phong thực cốt. Rồi tập trung tập kích 7 đi anh em ơi.
Tao chơi em anh trúng tiền không kêu tân chơi Khải. Rao nãy giờ rồi, hung nó, hung 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 phải mình hung cho anh nghiêm túc không em? Hung nó người ta. Hung 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 dự đoán đúng ấy, đồ cách 2%. Hung em lấy cạc hay lấy số em, muốn lấy cái gì? Lấy một kim đi anh ơi. 50k cho một kim em bán không anh mua cho. 50k đồng một kim. người ta ủng hộ rồi mà không cho người ta kim. Bán chủ được cái gì mà lại không lên mic. Post YouTube gì Khải đi em, post đi. Không, khóa mic khóa ấy không cho anh em lên chơi event. Đâu, nãy lên rối mà ai chơi vô chứ đâu biết được. Tại vì anh em nào mà hay xem kênh Khải thì sẽ biết thôi. Tại vì mỗi lần event mới là Khải cho event hết, có event hết. Em mới là con hết. Khải ơi. Ok em ơi. Tương Dương bán ngựa luôn em ơi. Tương Dương bán ngựa lái luôn. Má khi hồng ngày nào cũng nhận lương vậy. Tương Dương bán ngựa lái luôn em ơi. Anh thấy rảnh chân ra YouTube thôi anh em. Đúng rồi. Giờ mình đâu có kêu gọi được. Yeah, kênh Khải anh em cứ YouTuber vẽ đi. Đây em ơi. Tổ chức mini game cho anh em chơi lâu. Đâu không đâu em. Thằng ghẻ nó có cái quần què đâu mà nó đấu tớp. Có cái quần què ít kêu á. Ghẻ nó có cái quần què đâu mà. Tương Dương bán người em ơi, lâm tiền. Đấy đấy em rồi, Tương Dương bán người. Ok. Dự đoán hay quá mà, dự đoán một phát một anh em nhìn phải ớn mà. Đậu má thơm rồi còn gì, đúng rồi, thơm rồi còn gì. Lương Tần phát chứ ta. Vì là em đã cấp 109 đó, là em biết anh lên được bao nhiêu tiền rồi. Đúng rồi. Lương Tần phát chưa ta. Lương Tần á, hôm qua phát rồi, phát hết rồi mà. Nè đồ vũ đợi giống như trên núi xuống dữ người ta. Hôm qua má ăn gian được gì, ăn gian được giống như núi xuống dữ không. Ok em nha. Ok gian được, ăn gian, ăn gian được. Ủa mà cái túi hộp quà 30 tấn đưa cho nhiều dữ ta, 55 cái vãi thiệt. Mưa được 30 tấn thôi. Cái đó ngon lắm á, cái đó mở ngon lắm á. Mở kinh nghiệm hả? Không, mưa được đô ấy. Cái đó tôi mở cái được cái phi phong á, mấy cái phi phong á, đồ viên hỷ tình tử luôn. À Khải, lại mở đi, lại đi Khải, lại đi, lại đi, lại đi. Đang mở từ từ, đang lên. Lại đi Discord. Phải mở luôn cái đó là ông Hùng, ông trớt rồi, mở luôn cái đó là ông Hùng. Cái đó là ngon nhất, ngon hơn Evan quanh luôn á. Đúng rồi, cái đó ngon hơn Evan quanh luôn á. Cái đó là Khải nói là Evan Việt Nam Nhật Trắng đấy. Hồi trưa Khải nói là đó là bên Evan Nam Nhật Trắng đấy. Cái em nghi hoạt đầu cái xem Khải. Lại đi Khải, lại đi, đi mình có 3 phút Khải. Đây. Còn nhà cái Khải ơi, là YouTube delay quá. Tiên nói mà nay mở ra là ông Hùng không được nhận được cái Evan đấy luôn. Không mở được, chỉ nghe Vinh xui thôi, không có mở được. Cái đó không có mở. Không, cái Evan này đâu có kính đâu nữa mà nhấn. Là hả? Rồi, lên, mở. Nhìn nha. Anh lại sai rồi kìa, sai tập. Lại rồi kìa. Sai ạc rồi bạn. Nó lại vô lộn á. Rồi ok chưa? Ok hả chưa? Ủa sao hả? À? Đợi chút. Rồi, đây ok chưa? Rồi, anh hết em mấy cái luôn này. Lên anh em lên từ cứ 7 đi em ơi. Nghe 10 đường môn. Má lẹ đi má. Nghe 10 đường môn. Được làm chứ gì đó. Cái này còn 5 cái để đó. Cái tu đậu xanh nó chạy gì vậy? Dứt xe lên anh em. Bao chủ tập kết đủ anh ngã đi tay ra chân lên tập kết 7 đi rồi. Còn 2 phút vô đây ăn khéo lại ra đồ hên đấy. Phi phong vô là kết 7 rồi mở cái này nó giống như xe vơi mấy cái bình trước rồi nè. Tay quăng ra là cười xỉu. Không rõ được, không mở được. Bước ra ngoài này nha, lủng đấy, lủng tiền là mất tiền phong đừng đổ từng cái đi. Thân hình phụ à, cái này giống như bên Nam Nhật Trắng nè. Em bên Nam Nhật Trắng hồi xưa Khải ăn nữa nè. À được, kỹ năng nguyện xấu có tiền. Nó y xì luôn á. Y xì bên Nam Nhật Trắng luôn, khác gì. Một tử thì tên ngon lành cành đào. Tử thì tin chứ có hàng đấy nhở. Ờ có hàng biết mà. Ở đây là hàng lệ bào. Kiếm cái phi phong anh em. Kiếm phi phong kỹ năng này nọ. Hồi trưa mình mua phi phong 2 kim anh em. Hồi trưa mình mua phi phong 2 kim anh em. Tiếp đi. Hai viên thị tinh. À có tiền. Mấy ngày. Ok, kỹ năng có tiền. Có vèo vèo 2 kim rồi đấy, 3 ngày nha anh em. Ngon lành cành đào. Phi phong này kháng cả 10 nó màu đỏ, cái này kỹ năng. Ngon lành cành đào anh em. Anh ăn vội luôn đi anh ơi.
Coi canh giờ ghê, canh giờ ghê em, đâu anh nói tương tự, coi giờ này. Còn 1 phút, còn 1 phút. Rồi tất cả anh em chạy ra, nhích ra đầu 7 giùm em cái, nhích tất cả. 20 giây, ra đi. Tất cả nhích ra đầu 7. Rồi con đầu 7 đây nè, 20 giây. 2, 4. 5 giây. Có rồi. Còn nhích lên 9 giờ giùm em cái. Nhật bá. Đánh 9 giờ kìa, đánh 9 giờ kìa anh em nghe sói nè. Ok, hổ nhích lên 9 giờ. Anh em đặt tay nhạc đi. Đúng rồi. Quả ra. Anh em nào, cái đội phải quấn lên, quấn lên 9 giờ anh em ơi. Quấn đàn quấn. Ba vô còn quả nha. Em chết đầu này rồi. Đánh xây nhẹ 3 giờ anh em, xây nhẹ 3 giờ anh em. Tụi này mình lo anh em Vinh quá, quên quả luôn. Quên như đồ này. 3 giờ con. Xây 3 giờ anh em, đúng rồi, ôm như 3 giờ đi. Đúng rồi, Thiếu Lâm Thường Hán hay lắm. Rồi tiếp tục đây em ơi. Hết quả rồi. Rồi anh em tập trung vào tập kết 7 đi, Rồi rút rồi nè. Rồi tiếp tục anh Vinh tiếp. Tiếp tục anh Vinh tiếp nha anh em. Rồi. Đứng ở trong đây, Mà Diên Thị Tinh nữa, ngon lành gần đào. Mua 60 quả nha. Tại vay tử không trời. Lỡ bao là hả? Em kiếm bước mẹ đi. Cục đá bắn sáng hợp lý. À, thêm quyển tiềm năng nữa hợp lý. Như đó nãy giờ được 4 năm kim rồi đó. Như đó. Ôi, bắt vào rương rồi chứ. Lời. Tỷ tinh. Năm chục cái hết rồi. Ok hết rồi. À, lên em ơi. Đặt cái bảy anh em ơi. Bắt vào rương đường ghi gửi anh này. Ừ, bắt vào rương mà. Rồi, đã dọn rương hoạt động anh em ơi. Ba cái thằng la hắn lỡ bao này nút mẹ đỡ chặt rương nè. Rồi, nói chung là ăn thêm 50 cái đó cũng giống như mấy event trước rồi nè. Mà ở bên mấy server kia là tốn thêm 5 kim mới được 50 cái nha anh em. Còn bên này là free ngon ấy. Này free ngon ấy. Xây xuống 3 giờ tường 7. Xây xuống 3 giờ tường 7. Tất cả di chuyển 3 giờ tường 7. Nhưng cắt rương nè em. Đọc cái 7.